Xin chào các bạn cùng đến với sân vận động CMX để theo dõi cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Brighton và đội khách West Ham trong khuôn khổ vòng 26 của giải bóng đá Hoàng Anh. Ở trận lượt đi thì những bàn thắng của Brighton được ghi nhờ công của Mark Allister, người lúc này đang có mặt. Mitoma. Vẫn là Mitoma Solimus. Ferguson. Cú đá quá nhẹ. Trống. Và sau đó có những đợt lên bóng nhanh. Solimus. Đột phá Solimus. Cơ hội không vào. Pha dứt điểm của số 7 đã không thể thắng được thủ thành Areola. Pha đi bóng rất dẻo của Solimus. Những động tác vặn sườn đối thủ liên tục đã mở ra thời cơ cho anh. Solimus. Mitoma. Vẫn là Mitoma. Mitoma đã ngã. Và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Johnson đã đoán sai điểm rơi. Bóng tới chỗ của Mitoma. Và sau đó thì Jared Bowen đã có một tác động. Một tác động hoàn toàn xứng đáng bị thổi phạt của cầu thủ người Anh. Mark Allister vào. Không có bất kỳ một sai lầm nào cả. Nhà vô địch World Cup 2022 đã đánh bại được thủ môn Areola. Dù cho Alfonso Areola đã đoán đúng hướng, nhưng cú đá của Mark Allister là quá khó. Cú đá phạt đền quá tốt của số 10 Brighton. West Ham chỉ có 11% giành chiến thắng mà thôi. Lên bóng cho đội khách. Benzema. Jared Bowen. Jared Bowen không vào. Brighton quá đáng tiếc cho West Ham. Lucas Paqueta. Thomas Suchet. Thêm một lần nữa thì Stella đã cứu thua cho đội chủ nhà. Không thể thắng được người gác đền của đội chủ nhà. Jordan Bowen đã rất nhanh bứt lên để nhận lấy quả bóng. Đưa bóng ra biên. Solimus tạt bóng vào. Cơ hội chưa có màng thứ hai cho cầu thủ Brighton. Không có một ai lao vào ở tình huống vừa rồi. Lên bóng cho Brighton. Mitoma. Mark Allister. Allister. Bóng đã đi vọt xa. Hôm nay Mark Allister đã nhận bóng ngay trước vòng cấm của West Ham. Xử lý gọn gàng trước khi tung ra cú đá bằng chân trái. Ngoài biên là Solimus. Solimus. Mark Allister. Đội chủ nhà. Và suýt chút nữa thôi thì họ đã có được bàn thắng thứ hai. Thêm một lần nữa thì chúng ta lại phải nhắc tới Mark Allister. Pha đánh gót lần này của anh thì đã không thể vượt qua được sự truy cản của Neb Agut. Khá nguy hiểm. 2-0 cho đội chủ nhà. Pha lập công là Quevedo, người đã vào sân thay người ở hiệp đấu đầu tiên của Tadej Blanti. Và bây giờ thì anh để lại dấu ấn. Mark Allister có một pha đánh đầu ngược để kiến tạo cho Ferman. Và dứt điểm bằng ngực của số 34. Mitoma. Dứt điểm. Areola đã phản xạ tuyệt vời. West Ham thoát khỏi bàn thua thứ 3.
những cầu thủ nhanh nhẹn và tốc độ trên mặt trận tấn công của Brighton đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của đội khách, đã khiến cho không thể giữ được bình tĩnh vào lúc này. Solimas cơ hội, chưa có bàn thắng thứ ba. Mitoma, Estupinan, Magalister, những pha bàn bật, những pha chuyền bóng rất hay của các thủ Brighton. Solimas không được, bỏ được Thomas Suchet. Cú đá hơi ăn vào phần dưới của quả bóng. Cơ hội cho Brighton. Solimas, Mitoma vào, 3-0 cho Brighton. Đó là Mitoma. Chúng ta cùng xem lại một tình huống truyền lên không tốt của thủ West Ham, và ngay lập tức các thủ Brighton đã có một pha xử lý cực hay. Solimas đã nhảy búa trước hàng phòng ngự của West Ham trước khi chuyền bóng để cho Pascal Gross kiến tạo giúp Mitoma điền tên mình lên bảng tỷ số. Hàng thủ của West Ham đã bị đánh bại một cách hoàn toàn. Cũng giống như bàn thắng của Estupinan, Ferguson, Mitoma đã giành lại được bóng cho Brighton. Danny Welbeck, Mitoma đang di chuyển, Danny Welbeck không vào. Mitoma đã lùi về rất nhanh, cắt bóng và sau đó thì di chuyển để kéo người. Mitoma. Enkiso. Lên bóng cho Brighton. Không vào. Areola đã cứu thua xuất sắc. Chúng ta cùng xem lại một chút nữa thì Enkiso đã có cho mình một siêu phẩm. Một cú đá quá tuyệt vời. Những đầu ngón tay của Areola đã cứu thua cho West Ham. Danny Welbeck dứt điểm vào, thêm một bàn thắng nữa cho Brighton. Cú đá bất ngờ ngoài vòng cấm của Danny Welbeck cho Brighton có bàn thắng thứ tư ở trận đấu game này. Cú đá rất khó của Danny Welbeck. Bóng đã khẽ chạm vào chân của đẹp Agut đổi hướng và khiến cho thủ thành Alfonso Areola phải bó tay. Pascal Gross. Như vậy tiếng còi khép lại trận đấu của trọng tài Stuart Arwell đã vang lên. West Ham của huấn luyện viên David Moyes đã chịu thất bại tủi hổ 0-4 trước chủ nhà Brighton. Chọn bộ các cộng HD và 3 tháng thuê bao gói trọn vẹn chỉ 999.000 đồng. Các cộng giải trí gắn kết gia đình.